Những dấu chân diệt giặc. Tác giả Nguyễn Văn Thịnh, KBC 3505. Nhu cầu chiến trường Liên đoàn 6 biệt động quân lại được lệnh di chuyển khẩn cấp bằng không vận C-130 đến chiến trường Tây Nguyên, nơi mệnh danh gặp nhau ba miền biên giới Việt-Miên-Lào với bao trọng trách đầy gian lao và hứa hẹn. Bóng người xưa khuất từ lâu, còn đâu những lúc tuyến đầu quân treo, giữa đêm đỉnh núi treo leo, tiếng quân vang dậy nhớ chiều giặc tan. Mỗi năm cứ đến ngày 19 tháng 6, lòng người chiến sĩ quặn đau, ngậm ngùi nhớ đến những người trai tráng năm xưa đã từ bỏ kiếp sống thư sinh để băng mình vào sương gió, tiến ra xa trường theo bước chân những bậc đàn anh đi trước bảo vệ non sông, cho chính nghĩa tự do, chiến đấu với quân thù cộng sản bạo tàn sắc máu, đem sự an lành cho quê hương đất nước mà mọi người dân hằng vời vợi khát khao mong đợi. Nhằm thích ứng với tình thế, binh chủng biệt động quân được ra đời ngày 1 tháng 7 năm 1960 bằng những đại đội biệt lập. Sau đó các tiểu đoàn biệt động quân tiếp tục thành hình và tiểu đoàn 51 biệt động quân được thành lập vào năm 1962 tại vùng 4 chiến thuật, hoạt động hữu hiệu tại các vùng Nam Căn, Đầm Dơi, Cái Nước, Chương Thiện, Cà Mau, Kiến Phong, Kiến Tường, Mộc Hóa để ứng phó với tình thế trong sự gia tăng quân số rầm rộ của Bắc quân. Những bước chân người chiến sĩ tiểu đoàn 51 biệt động quân đi đến đâu giặc tan nơi đó tạo nên những chiến công uy danh hiển hách bạc vía quân thù. Năm 1965, những chiến sĩ tiểu đoàn 51 biệt động quân được lệnh hành quân truy tìm tiêu diệt Bắc quân cộng sản tại Bắc Bình Định. Từ năm 1966 đến đầu năm 1968, tiểu đoàn 51 biệt động quân hoạt động tại vùng Đức Hòa, Đức Huệ nhằm đón đánh tiêu diệt cộng quân từ đất Miên lén lút xâm nhập qua lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Tại đây, dưới sự chỉ huy tài ba khéo léo và dũng cảm của thiếu tá Nguyễn Công Thông, đơn vị đã lập được những chiến công to lớn vang danh. Đặc biệt trong trận đánh tại Trầm Lạc, Đức Hòa, tiểu đoàn 51 biệt động quân đã đánh tan một trung đoàn cộng quân vừa mới lén lút xâm nhập từ đất Miên qua, tịch thu đạn dược, vũ khí đủ loại trên 1.000 khẩu. Cũng trong một trận đánh khác tại Đức Hòa vào dịp Mậu Thân năm 68, tiểu đoàn 51 biệt động quân lại tiêu diệt gọn một trung đoàn cộng quân, tịch thu vũ khí đủ loại trên 1.000 súng cùng nhiều quân trang quân dụng và giết chết được tên chính ủy trung đoàn. Những chiến công này tiểu đoàn 51 biệt động quân đều được tuyên dương trước quân đội và đặc biệt được ân thưởng biểu chương màu bảo quốc huân chương. Vũ khí đạn dược quân trang quân dụng tịch thu được trong hai trận cũng được hai lần triển lãm tại phòng thông tin Đức Hòa dưới sự chủ tọa của thiếu tướng Nguyễn Xuân Thịnh, tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh. Năm 1968, sau chiến thắng Mậu Thân, tiểu đoàn 51 biệt động quân cùng các tiểu đoàn 34 biệt động quân, tiểu đoàn 35 biệt động quân về nhà bè, đặt bản doanh, bộ chỉ huy tiền phương và thành lập Liên đoàn 6 biệt động quân ra đời từ thuở đó. Tháng 4 năm 1970, tiểu đoàn 51 biệt động quân tham dự hành quân truy tầm, tiêu diệt và phá hủy hậu cần Bắc quân trên đất Miên, cả thảy 5 lần trên các địa danh như Creek, Snoot, Xuân, Chi Pu, Damber, Mỏ Vẹt, Lưỡi Câu. Sau đó, tiểu đoàn 51 biệt động quân cùng các tiểu đoàn 34 và 35 biệt động quân trở về hoán chuyển với các đơn vị nhảy dù hoạt động tại hành lang biên giới Việt Miên từ Vân Đồn, Bổ Túc, Quang Trung tới tận Tống Lê Chân. Bộ chỉ huy Liên đoàn 6 biệt động quân đặt bản doanh tại căn cứ Cà Tum điều động, chỉ huy các tiểu đoàn trực thuộc. Tại vùng rừng già này, các đơn vị biệt động quân đã trưởng thành trong chiến thuật chống và tiêu diệt đặc công Bắc phương vô cùng hữu hiệu. Trong những lần cộng quân thả đặc công xâm nhập là mỗi lần chuẩn bị chiến sĩ tiểu đoàn 51 biệt động quân tiêu diệt thảm hại. Ngoài ra, các chiến sĩ biệt động quân còn thông trành phục kích, gian đặt, bãi mìn cơ động đánh tan, tịch thu vũ khí những đơn vị cộng quân di chuyển từ đất Miên qua mật khu, dọc hành lang biên giới Việt Miên thuộc tỉnh Tây Ninh. Mùa hè năm 72, khi chiến trận khắp nơi ngày càng trở nên khốc liệt, Liên đoàn 6 biệt động quân được không vận từ chiến trường Tây Ninh tới chiến trường Trị Thiên, bàn giao vùng trách nhiệm cho đơn vị thuộc sư đoàn 25 bộ binh, nơi mà các chiến sĩ biệt động quân đã đổ biết bao mồ hôi và xương máu suốt bao tháng ngày giữ vững miền tuyến ải, đem lại sự an lành cho quê hương đất nước.
Khoảng thượng tuần tháng 4 năm 72, Bộ Chỉ huy Liên đoàn 6 biệt động quân đặt bản doanh tại Bộ Chỉ huy Tiền phương một đơn vị sư đoàn 1 bộ binh điều động hành quân trực thuộc. Tiểu đoàn 51 biệt động quân hành quân hướng Tây Bắc Phong Điền Mỹ Chánh trên đỉnh Trường Sơn, hứng chịu cái nóng của gió Hạ Lào khắc khe thổi đến trát mặt và cái lạnh thật tê buốt về đêm, lạnh đến thấu xương. Họ ngày đêm đào hầm khoét đá, làm công sự chiến đấu để sẵn sàng giao tranh tiêu diệt ngăn bước xâm lăng kẻ thù phương Bắc. Nhu cầu chiến trường, Liên đoàn 6 biệt động quân lại được lệnh di chuyển khẩn cấp bằng không vận C-130 đến chiến trường Tây Nguyên, nơi mệnh danh gặp nhau ba miền biên giới Việt-Miên-Lào, với bao trọng trách đầy gian lao và hứa hẹn, với những trận đánh đẫm máu đang chờ trước mặt, để thay thế nhiệm vụ cho Lữ đoàn 2 nhảy dù do Đại tá Trần Quốc Lịch, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 2 dù đang điều động chỉ huy các trận đánh khốc liệt, mà đã bị tổn thất quân số khá nhiều vì áp lực nặng nề với quân số lớn lao của cộng quân. Bằng nhiều sư đoàn như sư đoàn 3 sao vàng, sư đoàn 320 thép, sư đoàn 304, sư đoàn 307, cùng các đơn vị đặc công pháo 130 ly, 122 ly phòng không và xe tăng của địch, phân phối thọc tung ra uy hiếp, chiếm lĩnh các nơi. Từ trên nhìn xuống là các cao điểm chiến thuật chập trùng, uốn khúc quanh co, có cao độ khoảng từ 800 đến 900 mét như căn cứ 5, căn cứ 6, Trạc Ly, chạy dài đến đèo Chu Phao, nhìn về hướng đông bắc là Tân Cảnh, đông nam là thị xã Công Tâm, một thị trấn nhỏ bé thuộc vùng cực bắc Tây Nguyên, một thành phố miền núi rừng như nằm dưới một lòng chảo, nó mang một tính chất huyền ảo, đầy hiểm nguy và mong manh như làn mây khói tỏa, sương mù u uất, nằm dọc bên cạnh dòng sông Poker, và đường 14 nối liền từ Pleiku tới Tân Cảnh để đi đến vùng Benhet hoặc rẽ sang A Sao A Lưới, nơi mà cộng quân ngày đêm vận chuyển người và vũ khí từ miền Bắc vào đây trong kế hoạch xâm lăng thông tính miền Nam, trong ý đồ nhuộm đỏ nốt phần đất còn lại. Khi chiếc phi cơ C-130 xuống thấp để hạ cánh, cái bẩn phía sau đuôi cũng từ từ hạ xuống cho đến lúc phi cơ chạm bánh chạy dài trên phi đạo. Vừa ngừng bánh là anh em biệt động quân chúng tôi phóng mạnh súng cầm tay chạy lao ra hướng bên ngoài bố trí, tránh đạn pháo kích. Ngay khi đó thì lập tức các anh em đơn vị nhảy dù cũng vội vã tiến nhanh lao mình vào phi cơ. Chiếc máy bay lại chạy dài trên phi đạo rồi cất cánh. Nếu chẳng may có chiếc phi cơ nào bị trúng đạn, pháo kích không thể sử dụng được nữa, lập tức có những chiếc xe ủi có nhiệm vụ đẩy chiếc phi cơ này sang bên lề phi đạo để các chiếc khác tiếp tục nhiệm vụ. Đạn pháo kích cứ rơi, các chiến sĩ tiểu đoàn 51 biệt động quân vẫn gấp rút di hành mà không hề hoảng hốt, giữ vững nhiệm vụ quân hành mà chẳng hề lùi bước hoặc nao núng trước làn đạn pháo kích của địch quân, sẵn sàng chiến đấu dù phải chấp nhận sự hy sinh bất cứ lúc nào từ đâu xảy đến. Lực lượng hùng hậu của cộng quân trải dài, chúng dùng đại pháo 130 ly, 122 ly trải mưa pháo khắp nơi như Treo Rêu, Đắc Tô, căn cứ 5, căn cứ 6, vân vân. Riêng Chạc Ly đã bị chúng trải mưa pháo và tràn ngập. Tiểu đoàn 11 nhảy dù đã anh dũng giao tranh, cố đại tá Nguyễn Đình Bảo đã vĩnh viễn ở lại chốn này. Sau trận Bắc quân dùng đặc công làm thiệt hại tiêu hao lực lượng quân đoàn 2, Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 2 nhảy dù, một đơn vị dù phòng vệ tại căn cứ 42 nằm dọc trên quốc lộ 14. Bây giờ, Bộ Chỉ huy Liên đoàn 6 biệt động quân và Tiểu đoàn 51 biệt động quân đã thay thế gánh vác trách nhiệm tại đây hàng ngày hứng đạn pháo kích 130 ly của giặc. Tiểu đoàn 51 biệt động quân cho đặt các bãi mìn cơ động từ xa, những chỗ nghi ngờ bằng mìn Claymore, đầu đạn 105 ly, 155 ly cũng gắn tự động thành một thế trận. Sau cùng là lớp mìn Claymore bấm tay được sử dụng trong trường hợp địch tràn ngập biển người. Chiến sĩ tiểu đoàn 51 biệt động quân ngày đêm đã hoàn tất các giao thông hào, công sự chiến đấu hình chữ Y cho mỗi tổ tam chế, có ống phóng M72, lựu đạn tay. Hai chiến sĩ quay mặt ra và một chiến sĩ bảo vệ phía lưng khi chiến đấu, tuyệt đối không ngủ trong ben cờ dù trời mưa gió hoặc khi giặc pháo kích, giăng kẽm gai khi màn đêm buông phủ tối, việc đi lại liên lạc bằng hệ thống truyền tin khi hữu sự, quả như sự dự liệu và tiên đoán.
Việt Cộng đã dùng chiến thuật đặc công tấn công tiểu đoàn 34, 35 và 51 biệt động quân cùng bộ chỉ huy liên đoàn 6 biệt động quân trong một đêm tối trời, nhưng chúng đã bị bẻ gãy kế hoạch. Tiểu đoàn 35 biệt động quân đã bị chúng đột nhập vào một góc căn cứ đóng quân, liền bị cô lập. Đợi cho đến sáng thì bị thanh toán gọn ghẽ. Riêng bộ chỉ huy liên đoàn 6 biệt động quân, tiểu đoàn 51 biệt động quân tại căn cứ 42 Bắc quân đã thả lực lượng đặc công bò vào bằng 3 hướng, 3 lần khác nhau. Nhưng lần nào chúng cũng bị sa vào bãi mìn mà không thể tiến lên được. Lần sau cùng, sau đợt pháo tới tấp là một hồi kèn thúc quân lanh lảnh, chúng hò hét và xung phong biển người. Nhưng bị đóng gãy trước nhất là những bãi mìn vô hình lợi hại, sau bị pháo binh trực xạ dữ dội và các ổ súng cộng đồng cá nhân thi nhau tác xạ. Bắc quân bị thiệt hại bằng nhiều trăm xác giặc rải rác khắp nơi trên trận địa. Bắc quân thảm bại lần này trước sự chiến đấu dũng cảm của anh em biệt động quân tiểu đoàn 51. Tân Cảnh, một địa danh hiểm hóc, bị áp lực nặng nề bởi quân số đông đảo gấp chục lần hơn, cùng hỏa lực hùng hậu, xe tăng đại pháo phòng không. Chúng lâm le sau những trận pháo phủ đầu người là sẽ tràn ngập lực lượng cánh nhẹ tiểu đoàn 51 biệt động quân bất cứ lúc nào. Các cánh quân thuộc trung đoàn 40, trung đoàn 41 thuộc sư đoàn 22 bộ binh đã bị vỡ khi giặc dùng chiến thuật biển người có chiến xa tùng thiết, uy hiếp tràn ngập. Bây giờ chỉ còn lại đơn vị duy nhất là bộ chỉ huy nhẹ tiểu đoàn 51 biệt động quân, gồm hai đại đội biệt động quân tác chiến và một pháo đội pháo binh dù tăng phái. Lực lượng chiến xa gồm có 5 chiếc M48 loại hạng nặng có trang bị đại bác không giật 175 ly và đại liên 50 ly, đại bác 90 ly. Địch quân làm mưa pháo nhiều giờ bằng hỏa lực 130 ly, 122 ly vào căn cứ phòng thủ Lam Sơn. Sau đó chúng bắt đầu xung phong. Ta có 5 chiến xa, 5 pháo đài nổi di chuyển hỏa lực bắn trả dữ dội đấu ngã hàng hàng lớp lớp. Đoàn người bắt quân với chiến thuật biển người dường như bị cận lại, không thể tiến lên được. Sau đó khoảng độ 10 phút, địch quân củng cố lực lượng, phối trí hỏa lực vào những chiếc chiến xa từng gây thiệt hại nặng nề cho chúng. Hỏa tiễn SA-7 được phóng ra, vụt đi như lằn tên lửa, 5 chiếc chiến xa bốc cháy dữ dội. Bị thiệt hại những chiếc chiến xa hỏa lực vô cùng mạnh mẽ, quân số tổn thất mỗi lúc càng gia tăng. Nhưng trong tình thế hiện tại, giặc vẫn chưa thực hiện được ý định mong muốn. Lương thực thật sự đã cạn, đạn dược cũng sắp đến lúc chẳng còn. Tình thế này sớm muộn gì cũng bị giặc tràn ngập không xa nữa. Đếm từng ngày, lo lắng tính toán từng giờ. Đêm nay là đêm thứ 7, pháo binh dù được lệnh đại quý côn. Hãy cố trực xạ cho đến hết đạn rồi phá hủy vũ khí. Antenna cứ để nguyên trên nóc hầm chỉ huy. Mọi người nai nịch gọn gàng, sẵn sàng để mở đường máu khi có lệnh. Tuyệt đối im lặng, không được xôn xao. 9 giờ 15 tối, pháo đài B-52 trải một loạt bom khóa gần vị trí toán quân phía phòng tuyến xa nhất. Cộng quân hỗn loạn, xác chết ngổn ngang dưới ánh hỏa châu. Tiểu đoàn 51 biệt động quân thiệt hại mất một trung đội trên 40 người vì bom quá gần. Loạt bom cuối cùng vừa dứt, lệnh khai hỏa mở đường máu thoát ra bìa rừng hướng bom càn quét dọn đường, rồi theo hướng Tây Nam về công tâm. 12 cây số đường chim bay trong đối khác đến điểm người, ngày nghỉ đêm đi tránh bị phát giác, giao tranh trong điều kiện thiệt thòi. Lương thực giờ chỉ còn có cỏ non, lá cây rừng như lá bứa, lá khoai mọi và nước suối cầm hơi. Tháng 9 năm 72, tiểu đoàn 51 biệt động quân cùng toàn bộ liên đoàn 6 biệt động quân bàn giao vùng trách nhiệm cho liên đoàn 2 biệt động quân, nhận nhiệm vụ mới. Cũng tại đây, liên đoàn 2 biệt động quân đã tái chiếm quận lỵ Tân Cảnh. Sau những ngày tháng dài giao tranh liên tục, toàn bộ các tiểu đoàn trực thuộc bộ chỉ huy liên đoàn 6 biệt động quân được không vận về Pleiku bổ sung quân số trang bị hỏa tiễn TOW chống chiến xa và thành lập pháo binh liên đoàn 6 biệt động quân. Cuối tháng 11 năm 72, tiểu đoàn 51 biệt động quân, toàn bộ lữ đoàn 6 biệt động quân được không vận vào An Lộc Bình Long. Tiểu đoàn 51 biệt động quân phòng thủ đồi gió, ngày ngày hứng đạn pháo kích bày của Việt Cộng. Tháng 12 năm 1972, thiếu tá Nguyễn Khoa Lộc được bổ nhiệm chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 51 biệt động quân, đại úy Đổng Kim Quang tiểu đoàn phó tiểu đoàn 51 biệt động quân.
đầu tháng 3 năm 73, toàn bộ Liên đoàn 6 biệt động quân bàn giao vùng trách nhiệm cho Liên đoàn 3 biệt động quân và Trung đoàn 8 thuộc Sư đoàn 5 bộ binh để đi chiến trường Quảng Ngãi, từ Mậu Đức, Đức Phổ tới cửa biển Sa Huỳnh thuộc vùng 1 chiến thuật. Tiểu đoàn 51 biệt động quân đã hành quân và giao tranh với lực lượng cộng quân tại đây. Khi chúng chuyển quân từ Tây Nguyên qua ngã Ba Tơ xuống, qua sự phối hợp với lực lượng chiến xa và không trợ, tiểu đoàn 51 biệt động quân đã đè bẹp lực lượng cộng quân qua sự điều động chỉ huy gan dạ mưu lược, kinh nghiệm chiến trường của cánh quân nhẹ do đại úy Đổng Kim Quang. Tiểu đoàn phó tiểu đoàn 51 biệt động quân đã tạo nên những chiến công làm hăng say tinh thần chiến đấu của anh em biệt động quân. Tháng 5 năm 73, bàn giao vùng trách nhiệm cho một trung đoàn thuộc sư đoàn 2 bộ binh, liên đoàn 6 cùng tiểu đoàn 51 biệt động quân được di chuyển tới vùng Đồng Xuân La Hai thuộc tỉnh Phú Yên, vùng 2 chiến thuật. Nơi đây là cái nôi thuở xưa Việt Minh đã lấy quân tổ chức hội họp, đám cưới tập thể và tập kết rất nhiều tại đây. Đồng Xuân La Hai, địa danh dễ nghe, lạ tai. Nơi đây, tiểu đoàn 51 biệt động quân hoạt động tung hoành như chốn không người, thật xứng danh với câu thơ người xưa, lên đông đông tỉnh xuống đồi, đồi yên. Tháng 8 năm 73, liên đoàn 6 biệt động quân và tiểu đoàn 51 biệt động quân được lệnh bàn giao vùng trách nhiệm cho một đơn vị cấp trung đoàn thuộc sư đoàn 23 bộ binh trở về hậu cứ Long Bình Biên Hòa bổ sung quân số. Tháng 9 năm 73, liên đoàn 6 biệt động quân và tiểu đoàn 51 biệt động quân di chuyển bằng hải vận chiếc hải quân 503 đã đưa toàn thể liên đoàn 6 biệt động quân đến đất Quy Nhơn, Bình Định. Tại đây, liên đoàn 6 biệt động quân với nhiệm vụ hành quân tái chiếm các cao điểm chiến lược từ đèo Bình Đê giáp với cửa khẩu Sa Huỳnh xuống Tam Quan, Bồng Sơn, chạy dài về phía đèo Phù Cũ, đèo Nhông. Tại đây, dấu tích chiến tranh đổ vỡ, nơi đã từng giao tranh đẫm máu với lực lượng cộng quân đông đảo với sư đoàn 22 bộ binh, nhưng cộng quân vẫn còn chiếm giữ những cao điểm chiến thuật trọng yếu, mà lực lượng liên đoàn 6 biệt động quân phải đổ bao xương máu chiếm lại. Tiểu đoàn 51 biệt động quân đã trải qua biết bao gian lao khó khăn và nguy hiểm, cùng hy sinh xương máu của các chiến sĩ mũ nâu với tài điều quân mưu lược gan dạ phi thường, với những trận đánh vang danh luôn luôn có mặt tại hàng đầu của đại úy Đổng Kim Quang, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 51 biệt động quân cùng anh em binh sĩ, với sự chỉ huy tài ba cùng thương mến hết lòng của quân nhân các cấp đối với thiếu tá Nguyễn Khoa Lộc, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 51 biệt động quân. Tại đây có những cao điểm chiến lược mà cộng quân mệnh danh là bất khả xâm phạm, vẫn giữ vững từ mùa hè năm 72. Sau khi chiếm cứ được từ các đơn vị thuộc sư đoàn 22 bộ binh, Bắc quân đã duy trì, trải dài bằng quân số cấp cao và những chốt cấp đại đội, trung đội, bảo vệ từ xa bằng mìn bẫy cản trở bước tiến quân, bằng đại pháo 130 ly, hỏa tiễn 122 ly, yểm trợ đêm ngày. Nhưng cuối cùng vẫn bị tiểu đoàn 51 biệt động quân bất thần chiếm lĩnh, đánh tan trong một đêm tối trời mưa to gió lớn. Tại đây, tiểu đoàn 51 biệt động quân có những người con yêu dấu của đất nước thuộc khóa 26 võ bị quốc gia Đà Lạt, như anh Nguyễn Văn Hùng tình nguyện làm toán trưởng chỉ huy đánh đặc công, độc chiếm cao điểm, đánh tan rã Bắc quân, nhưng anh đã phải từ biệt quân đội vì bị thương vỡ mắt trái. Anh Hoàng Văn Giai cũng vĩnh biệt chiến trường trở về lòng đất mẹ, tổ quốc ghi công. May mắn chỉ còn sót lại anh Bính, bây giờ nghe nói cũng đang định cư tại Hoa Kỳ. Tại đây, qua những chiến công lừng lẫy vang danh, đại úy Đổng Kim Quang được vinh thăng đặc cách thiếu tá sau nhiều trận đánh bại quân thù phương Bắc. Vào khoảng tháng 8 năm 74, đại tá Cao Văn Ủy về đảm trách chức vụ liên đoàn 7 biệt động quân. Tình hình chiến sự cao nguyên trở nên nặng nề bởi áp lực mạnh mẽ gồm nhiều sư đoàn chính quy của cộng quân như sư đoàn Sao Vàng, sư đoàn F-10, trung đoàn 9 Cộng sản Bắc Việt, sư đoàn 968, sư đoàn 320, sư đoàn 316, sư đoàn 304, sư đoàn 307. Liên đoàn 6 biệt động quân, lực lượng tổng trừ bị biệt động quân đầu tiên được lệnh di chuyển về Pleiku, chiến trường Tây Nguyên, giao vùng trách nhiệm cho sư đoàn 22 bộ binh. Sau bao ngày gian nan đánh chiếm các cao điểm chiến lược từ đèo Phù Cũ, đèo Nhông tới đèo Bình Đê, chạy xa về gần tới An Lão hoặc dọc theo những cao điểm hiểm hóc trải theo duyên hải của dãy Trường Sơn,
mà cộng quân đã cố sức chiếm giữ. Cũng chính tại đây, vị tướng tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh, tướng Phan Đình Niệm hết sức trông cậy và tin tưởng vào lực lượng biệt động quân. Chiến trường Tây Nguyên, lực lượng liên đoàn 6 biệt động quân được phối hợp với thiết giáp giao tranh làm tổng thất rất nặng nề cho trung đoàn 9 Cộng sản Bắc Việt và các đơn vị khác thuộc các sư đoàn cộng quân. Sau đó đã được sư đoàn 968 Bắc Việt bổ sung quân số 100%. Ngày 10 tháng 3 năm 75, sau những trận mưa pháo nhiều giờ đồng hồ, cộng quân với chiến xa và biển người tấn chiếm tỉnh Ban Mê Thuột, với lực lượng đông đảo gấp 10-15 lần, địch quân đã làm chủ tình hình. Tuy nhiên, chúng ta đã ngăn chặn được bớt sự tiến quân như thác lũ của các lực lượng chiến xa, pháo binh và bộ binh cộng sản với quân số vô cùng đông đảo. Tiểu đoàn 51 biệt động quân đã cùng toàn lực lượng liên đoàn 6 biệt động quân, gồm các tiểu đoàn 34, 35, pháo binh liên đoàn 6 biệt động quân, liên đội quân y, truyền tin liên đoàn, pháo binh liên đoàn, lực lượng hỏa tiễn TOW, trinh sát cùng toàn thể bộ chỉ huy liên đoàn đã được sẵn sàng trang bị lương khô, hỏa lực đạn dược đầy đủ để nhảy vào ác chiến với lực lượng cộng quân tại Ban Mê Thuột. Sau cuộc họp lịch sử khẩn cấp của tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2 cùng tướng không quân Nguyễn Văn Lượng, tư lệnh sư đoàn 2 không quân với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, còn có sự hiện diện của Đại tá Nguyễn Văn Hãn, Giám đốc An ninh quân đội vùng 2 chiến thuật, Đại tá Lê Trọng Đàm, Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia quân khu 2, được diễn ra tại Cam Ranh ngày 14 tháng 3 năm 75. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã phân tích tình hình đất nước. Ông cho biết số quân viện của Mỹ cho Việt Nam kể từ sau Hiệp định Paris đang từ 2 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, giờ chỉ còn 1 tỷ cho năm 74 và 300 triệu đô la cho năm 75 mà vẫn chưa được Quốc hội Mỹ chuẩn phê thông qua. Về lực lượng yểm trợ không quân Hoa Kỳ, nhất là pháo đại bay B-52 để phá tan sức mạnh đông đảo biển người của cộng quân thì đã được ký kết bởi Ngoại trưởng Mỹ là ông Kissinger, không còn được sử dụng yểm trợ nữa. Tình trạng phi cơ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thiếu nhiên liệu, pháo binh thiếu đạn dược, chiến xa thiếu cơ vận thay thế, mọi thứ hoàn toàn thiếu thốn trong hiện tại và vô cùng nguy ngập trong tương lai rất gần. Và sau đó quyết định mang tất cả chủ lực quân chiến xa pháo binh máy bay của quân đoàn 2 khỏi Công Tâm và Pleiku, và cũng có quyết định như vậy cho tướng Ngô Quang Trưởng ngoài vùng 1, quân đoàn 1 của Tổng thống Thiệu. Ngày 14 tháng 3 năm 75, lệnh triệt thoái khỏi cao nguyên được chính thức ban hành, không một tướng lãnh nào chống đối. Tiếp theo đó là các tướng lãnh họp thảo luận về lộ trình rút quân. Quốc lộ 19 và 21 đã bị cộng quân Bắc Việt cắt và lực lượng của chúng có khoảng từ 4 đến 5 sư đoàn chiếm cứ nên không thể sử dụng được nữa. Sau cùng, tướng Phú xin đề nghị chọn đường liên tỉnh lộ 7 nối liền Pleiku, Phú Bổng, Phú Yên. Đường liên tỉnh lộ 7 đã bỏ trên 10 năm không sử dụng, có nhiều cầu cống bị hư hỏng và mìn bẫy do quân đội đồng minh gài từ trước chưa được gỡ bỏ, nhưng có được yếu tố bất ngờ. Tướng Phú thừa ủy nhiệm thăng cấp đặc cách cho Đại tá Phạm Duy Tất, chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2 lên chuẩn tướng để chỉ huy mặt trận dưới đất. Đại tá Tất đã từng ở những đơn vị tác chiến như lực lượng đặc biệt, biệt động quân. Tướng Phạm Duy Tất được đề cử chỉ huy tổng quát cuộc rút quân. Các liên đoàn biệt động quân đi tiên phong và đoạn hậu với những đơn vị thiết giáp để mở đường, bảo vệ đoàn xe và cuộc rút quân. Riêng liên đoàn công binh chiến đấu sửa chữa những đoạn đường bị đứt đoạn hoặc cầu cống bị hư hỏng. Các liên đoàn biệt động quân khác có nhiệm vụ đi sau cùng để bảo vệ đoàn quân và chiến cụ, đề phòng địch quân theo sau đánh tập hậu. Con đường liên tỉnh lộ 7 chôn vùi hàng ngàn xác đồng bào và trẻ thơ vô tội, chôn vùi danh dự tất cả các tướng đang lãnh đạo đất nước trong những năm sau cùng cuộc chiến. Sau 9 ngày, 9 đêm với 300 cây số đường máu, liên tỉnh lộ nối liền Pleiku, Phú Bổng, Phú Yên đầy rẫy những rủi ro bất trắc vì kế hoạch không được bảo mật, thiếu cẩn trọng, đố kỵ bất mãn, vô kỷ luật. Đây là những ngày thật đau buồn nhất trên chiến trường cao nguyên. Liên đoàn 7 biệt động quân của Đại tá Nguyễn Kim Tây đã clear xong việc cộng, sẽ cùng đi với thiết giáp tăng cường bảo vệ đoàn xe. Liên đoàn 4 biệt động quân và liên đoàn 25 biệt động quân giữ tuyến lửa Thanh An, Playmer đi sau cùng đoạn hậu và chịu nhiều sự thiệt hại. Bởi sự giao tranh liên tiếp ngày đêm với các lực lượng cộng quân thay phiên xa luân chiến,
Liên đoàn 7 biệt động quân được lệnh nhổ 3 chốt quyết tử của Việt Cộng, chốt lớn cấp đại đội. Những chiến xa M41, M48, M113 yểm trợ biệt động quân ào ào xung phong chiếm mục tiêu. Không quân được gọi đến yểm trợ phi pháo tối đa để giải quyết chiến trường. Nhưng rủi ro xảy đến, bom của không quân đã đánh trúng hai chiến xa M41 và biệt động quân một số bị thương vong. Mặc dù vậy, chốt quyết tử của Việt Cộng tại đây đã bị thanh toán nhanh chóng. Qua báo cáo của tướng Tất cho biết, quận Phú Túc bị pháo kích rất nặng nề và vòng vây đang bị siết chặt. Liên đoàn 7 biệt động quân phối hợp với thiết giáp đang tiến nhanh đến giải vây và tiêu diệt địch. Khoảng 2 tiểu đoàn cổng quân đã cố ý đóng chốt tại đây là trận đánh đẫm máu của Liên đoàn 7 biệt động quân. Liên đoàn 7 biệt động quân đánh tan lực lượng Bắc quân, tịch thu 15 khẩu súng cối 82 và 81 ly, 4 súng phòng không 12 ly 7 và rất nhiều vũ khí cá nhân đạn dược. Thiệt hại là trung bình nhẹ, tuy nhiên liên đoàn trưởng liên đoàn 7 biệt động quân, đại tá Nguyễn Kim Tây cũng đã bị thương. Một chiến xa M41 chở hỏa tiễn TOW đã bị bốc cháy. Liên đoàn 6 biệt động quân cho lệnh tiểu đoàn 51 biệt động quân tiến nhanh để chiếm lĩnh cây cầu Phú Túc quan trọng nội trong đêm nay để liên đoàn công binh sửa chữa. Liên đoàn công binh đã dồn hết mọi nỗ lực sửa chữa, hy vọng sẽ hoàn tất vào sáng sớm hôm sau để đoàn quân di chuyển. Tuy nhiên, cổng quân từ xa pháo kích vào đoàn quân tiên phong biệt động quân tới tấp. Ngày 18 tháng 3, 19 tháng 3 năm 75, tiểu đoàn 51 biệt động quân cùng liên đoàn 6 biệt động quân đã giao tranh dữ dội với cổng quân, trong khi liên đoàn công binh vẫn tiếp tục dùng vĩ sắt PSP của sân bay Củng Sơn thảy xuống sông làm đường cho chiến xa và đoàn xe di chuyển về Sơn Hòa. Lữ đoàn 3 nhảy dù từ vùng 1 chiến thuật đã về tới Nha Trang được di chuyển tới Khánh Dương. Liên đoàn 6 biệt động quân cũng về đến Nha Trang được tăng cường cho mặt trận Khánh Dương với lữ đoàn dù. Mặt trận Khánh Dương bị áp lực vô cùng nặng nề của địch quân, gồm các sư đoàn Cộng sản Bắc Việt như F-10, sư đoàn 320, sư đoàn 316, trung đoàn 9 Cộng sản Bắc Việt, sư đoàn 968. Tất cả đã bỏ mặt trận cao nguyên kéo dốc về Khánh Dương, có ý đồ tiến thẳng tới miền Duyên Hải đánh chiếm Nha Trang. Nha Trang mất thì Bình Định, Phú Yên sẽ mất theo. Một trận đánh dò dẫm của một trung đoàn thuộc sư đoàn F-10 chiều qua với tiểu đoàn 2/40 sư đoàn 22 bộ binh tại Tây Khánh Dương đã gây tổn thất nặng nề cho cộng quân. Mặt trận Khánh Dương được ghi nhận có rất nhiều chiến xa đủ loại của cộng quân Bắc Việt xuất hiện, trong khi đó phía Việt Nam Cộng Hòa chỉ có loại thiết vận xa M113 mà không có một chiếc chiến xa M41 hoặc M48 nào. Ngày 1 tháng 4 năm 75, mặt trận Khánh Dương trở nên vô cùng nguy ngập. Tuy nhiên, lữ đoàn 3 nhảy dù và tiểu đoàn 51 biệt động quân, liên đoàn 6 biệt động quân vẫn còn chiến đấu tận sức quyết liệt với cộng quân. Mặt trận Khánh Dương đã bị vỡ sau nhiều ngày đêm giao tranh dữ dội với Bắc quân cố gắng quyết chặn cản bước tiến của đối phương về miền Nam. Tiểu đoàn 51 biệt động quân tại tuyến đầu do thiếu tá Đổng Kim Quang, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 51 biệt động quân đã anh dũng chỉ huy chiến đấu vô cùng oanh liệt. Bởi lòng can đảm, dũng trí mưu lược, bởi giàu kinh nghiệm chiến trường, bởi lòng bất khuất can trường đã tiềm tàng trong huyết thống và sự quyết chiến của mọi quân nhân các cấp thuộc tiểu đoàn 51 biệt động quân. Cộng quân đã bao phen bị giáng cho những đoàn chí tử và bị đẩy lui sau nhiều đợt xung phong như thác lũ. Tình trạng giao tranh ngày đêm và liên lạc chặt chẽ nơi tuyến đầu giữa các lực lượng dù biệt động quân vẫn luôn tốt đẹp. Đêm 31 tháng 3 năm 75 vì lý do gì? Tình trạng kỹ thuật trở ngại, tiểu đoàn 51 biệt động quân tuyến đầu không liên lạc được với cánh quân dù. Trưa ngày 1 tháng 4 năm 75, áp lực của cộng quân càng nặng nề hơn. Trung tá Nguyễn Khoa Lộc, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 51 biệt động quân, lệnh liên lạc lần cuối với cánh quân dù và không thấy hoạt động bình thường trên làn sóng siêu tần số 90, lệnh cho các đứa con trong gia đình tiểu đoàn 51 biệt động quân lập tức rút quân theo thế chân vạc, vừa đánh vừa rút từng đoạn một. Thiếu tá Đổng Kim Quang, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 51 biệt động quân chỉ huy đánh đoạn hậu cho các đứa con thay phiên nhau rút. Ngàn năm bàn bạc mây bay, oan hồn tử sĩ chốn này vong thân. Ngày xưa lừng lẫy bao lần, thét oai tung kiếm xuất thần xua quân. Hận thay phận nước phù vân, anh đành gửi xác trong lần này thôi. Chí trai vùng vẫy ngang trời, thịt xương tan nát, gan phơi ốc lầy. Làm trai áo trận bọc thay, xác thân phiêu bạc từ đây chẳng còn. Người hùng của chiến trường Khánh Dương đã bất khuất, kiên trì anh dũng.
giang vai gánh vác đốc thúc chỉ huy các trận đánh đoạn hậu với cộng quân 80, tức thiếu tá Đổng Kim Quang được vinh thăng hầu hết các cấp bậc là nhờ những chiến công lừng lẫy, do sự khéo léo tài ba mưu lược nơi trận địa và lòng can đảm thật là vô biên. Giờ đây người chiến sĩ mũ nâu của tiểu đoàn 51 biệt động quân, cố trung tá Đổng Kim Quang đã vĩnh viễn ở lại đất Khánh Dương, bỏ lại vợ trẻ và hai con thơ dại cùng anh em đồng đội. Anh đã làm đúng trách vụ của người trai đất nước thời ly loạn. Anh không hổ danh với hai câu thơ của anh hùng cổ nhân để lại: mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Tác giả Nguyễn Văn Thịnh, KBC 3505.